trăng đồng. Mà ai kêu vậy? Tới là sẽ sinh nhật gì? Muốn lâu mà. Muốn lâu hả? Đâu đây ơi. Thôi đi 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 đi. Cô Hồng, cô Hồng, cô Hồng. Cô Hồng đó. Này cô Hồng đó, anh trai này. Chào các bạn, hiện tại mình đang ở Bách Hợp Khu Chính. Đây là một địa điểm ăn uống được rất là nhiều bạn bè, bạn trẻ đến đây để tham quan và ăn uống. Đây là những mẻ bánh đang chuẩn bị món ăn cho khách. Hello. Hello. Xin chào. Rồi rồi. Với món bánh phồng này thì mình sẽ ăn kèm với lại rau xà lách, rau cải bẹ xanh và một số các rau thơm. Rau quế đúng không? Giáp cá. Rau quế, giáp cá. Cái này là gì hơn? Đu đủ hả? Đậu chua, bao gồm là đu đủ với cà rốt. Mình sẽ bỏ vô nước mắm. Ăn ớt hết đúng không? Và thêm một chút ớt thì nó sẽ cảm thấy rất là happy. Happy. Nó là happy, happy, happy day. Kiểu ăn ớt nhỉ? Phú sữa thì cái quán này lúc nào cũng rất là đông khách, nên là các bạn muốn ăn món bánh khọt thì các bạn có thể tìm thêm, tham khảo thêm một số cái địa chỉ khác.